Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lại rất lâu, châu bò húc nhau rồi muỗi chết. Chuyên gia ngân hàng Bùi Quang Tín nghi bị ép nhảy lầu tự sát. Cách đây gần 6 tháng vào ngày 17 tháng 12 năm 2019 đã xảy ra một vụ án đầy mờ ám. Ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã qua đời vì ngã từ lầu 8 tại trụ sở bộ nơi mà ông An làm việc. Nay dư luận lại nghe tin tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín, một nhân sự đang lên trong giới khoa bảng Việt Nam, đột ngột qua đời vì ngã từ tầng thứ 14 của chung cư tại nơi ông đến gặp một số người vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Cả hai vụ án nói trên ngẫu nhiên giống nhau ở 3 điểm. Thứ nhất, rớt từ lầu cao không rõ nguyên nhân. Thứ hai, cùng là giới khoa bảng có nhiều triển vọng tương lai. Thứ ba, đột tử ngay sau khi gặp một số người. Ngay sau khi nghe tin của mình, chồng của mình bị đột tử vì rớt lầu, bà Nguyễn Thanh Bích đã khai với công an và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook của mình rằng cái chết của tiến sĩ Bùi Quang Tín là một vụ án giết người. Hiện nay công an Nhà Bè đang tiến hành điều tra, nhưng người ta lo ngại là liệu vụ án này có bị chìm xuồng giống như vụ rớt lầu đột tử của ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hoài An đầy 6 tháng hay không. Điều này có thể sẽ xảy ra theo một kịch bản tương tự như vậy. Ông Lê Hải An sinh năm 1971, 48 tuổi. Trước khi từ trần, ông Lê Hải An là một ủy viên ban cán sự đảng, bí thư đảng ủy bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông An có nhiều bằng cấp, thạc sĩ chuyên ngành dầu khí Đại học Tổng hợp Brunei, tiến sĩ ngành dầu khí tại Đại học Harriot Watt, Vương quốc Anh. Ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 11 năm 2018. Ông An cũng có nhiều chức vụ khác, trong đó có trách nhiệm làm chủ tài khoản số 2 của Bộ, là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông An được ghi nhận đã có một số phát ngôn ấn tượng chỉ một tháng sau ngày nhậm chức. Tại hội nghị Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng các cơ quan giáo dục, đại học và trường sư phạm ngày 28 tháng 12 năm 2018 là Bộ trưởng sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở đào tạo, kiên quyết dừng tuyển sinh đối với những cơ sở vi phạm quy định về tuyển sinh và chưa đạt điều kiện bảo đảm chất lượng, đồng thời công khai những cơ sở vi phạm để thí sinh và xã hội nắm rõ. Và trước thời điểm tuyển sinh, các cơ sở phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, đặc biệt là công khai mức học phí, tránh tình trạng nâng học phí bất thình lình gây khó khăn cho người học, khiến dư luận xã hội bức xúc. Những hình ảnh được phổ biến rộng rãi trên mạng cho thấy cái lan can nơi mà ông Lê Hải An ngã qua đó cao tới ngực, tức là khó có thể tai nạn mà một ông thứ trưởng tự dưng lại ngã qua đó. Ngay sau khi tin ông Thứ trưởng An chết được loan ra, truyền thông nhà nước đã loan báo như sau. Cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền bức ảnh được cho là chụp tại lan can tầng 8 trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, nơi được cho là Thứ trưởng An đã ngã từ đó xuống đất tử vong, và đưa ra nhiều giả thuyết hoài nghi cái chết của Thứ trưởng không phải do bị ngã. Những thông tin này không được kiểm chứng, thậm chí không đúng sự thật, nhưng đã được chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội một cách mạnh mẽ. Và lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã cử cán bộ tới trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của Thứ trưởng Lê Hải An, và hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết của ông An. Chưa tới 6 tháng sau ngày ông Lê Hải An rất lâu, đến phiên tiến sĩ Bùi Quang Tín cũng rất lâu chết. Qua thông tin của tờ Vietnamnet, theo thông tin từ một số người bạn, chiều 5 tháng 4, ông Tín có đi với nhóm bạn, sau đó đến nhà một người bạn sống tại chung cư ở huyện Nhà Bè để bàn công việc. Khoảng 19 giờ thì nhận được tin ông Tín rơi từ tầng 14 chung cư này xuống đất tử vong. Chung cư này có lan can cao tới ngực, việc ông Tín rơi lầu rất khó xảy ra. Chúng tôi đang chờ đợi cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ vụ việc, một đồng nghiệp nạn nhân nói. Tờ Người Lao Động viết ông Tín là giảng viên của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, am hiểu sâu rộng về lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra, ngoài công tác giảng dạy, ông Tín còn tham gia viết báo, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính sách phát triển kinh tế, nhất là trong mảng tài chính ngân hàng.
Trước khi mất một ngày, ông Tín còn tiếp xúc trao đổi với một số nhà báo về chính sách giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tiến sĩ Bùi Quang Tín sinh năm 1976, 44 tuổi, là một chuyên gia kinh tế, tài chính và pháp lý. Ông là giám đốc điều hành CEO của trường doanh nhân ByLife, là thành viên của công ty luật Global Link và giảng viên khoa quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn cao cấp của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước và cũng là một gương mặt quen thuộc trên nhiều kênh truyền thông. Như vậy, trong vòng không đầy 6 tháng, một thứ trưởng và một chuyên gia cán bộ cao cấp trong hệ thống nhà nước Cộng sản Việt Nam đã chết, mà nguyên nhân do bao trùm sự bí ẩn tạo sự thắc mắc lớn trong dân chúng. Thứ nhất, hai ông Lê Hải An và Bùi Quang Tín cùng nhìn ra một vấn đề tiêu cực của đất nước và cùng đã đưa ra những đề nghị cải tổ mạnh bạo có thể dễ dàng đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người khác trong hệ thống. Thứ hai, cả hai đã chết trong một thời điểm mà nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam xảy ra những tranh chấp, thậm chí thanh toán giữa các phe phái, từ phe nhóm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tung ra chiến dịch đốt lò để thanh trừng mạnh mẽ những phe nhóm khác trong cuộc chạy đua của Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra vào đầu năm 2021. Đã 6 tháng trôi qua, việc điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Thứ trưởng Lê Hải An vẫn còn trong vòng bí mật. Quen thuộc với phương thức làm việc thiếu minh bạch của nhà nước và nói riêng là Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam, ta tự hỏi phải chăng việc điều tra cái chết của ông Bùi Quang Tín cũng theo dấu vết xe của ông Lê Hải An, và rồi sau một thời gian thì cũng cứt trâu hóa bùn. Trách nhiệm làm sám tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người dân thuộc về nhà nước. Nếu nhà nước không làm tròn bổn phận của mình thì không thể trách người dân. Dù không nói thẳng ra, nghĩ rằng hai ông Lê Hải An và Bùi Quang Tín chỉ là những nạn nhân oan mạng vì thân phận, ruồi muỗi chết bởi châu bò húc nhau để tranh giành quyền lực, đạp lên những cơ hội cải tiến, khiến cho đất nước ngày càng thê thảm hơn. Một tiến sĩ giảng viên về kinh tế và pháp lý chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam nghi bị một nhóm người bức tử, ép nhau, ép lâu, tự sát. Khu chung cư ở New Sài Gòn, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Thanh Niên, ngày 6 tháng 4, Công an Sài Gòn đang điều tra nguyên nhân tử vong của tiến sĩ Bùi Quang Tín, 44 tuổi, ngụ ở phường 12, quận Bình Thạnh. Luật sư kiêm giảng viên trường Đại học Ngân hàng Sài Gòn, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành trường doanh nhân ByLife. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng 5 giờ 30 phút chiều 5 tháng 4, bảo vệ khu chung cư New Sài Gòn và phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Sài Gòn nghe tiếng động mạnh nơi rơi từ lầu cao xuống ở khu vực giếng tời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra. Khi tới nơi, một người thấy ông Tín nằm bất tỉnh ở sàn bê tông và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết. Ông Phạm Minh Huấn, trưởng ban quản lý khu New Sài Gòn, xác nhận bảo vệ là người đầu tiên phát hiện vụ việc và báo ngay cho ban quản lý. Tuy nhiên, ông Huấn không cho biết chính xác về địa điểm và nơi ông Tín rơi xuống thuộc tầng nào, song khẳng định lan can chung cư nơi ông Tín bị rơi cao khoảng 1m2. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy tại chung cư này. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, ông Huấn nói. Tại hiện trường nơi ông Tín rơi xuống là khu vực giếng trời rộng khoảng 3 x 5m của sảnh D2, có một phần kính nền bê tông. Đây là tầng trệt của block D2, phía dưới là tầng hầm gửi xe. Phía trên cao là các căn hộ của cư dân có cửa sổ hướng ra phía hướng trời. Sau khi nhận được tin báo, giới hữu trách đã đến khám nghiệm hiện trường kéo dài đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày mới kết thúc, đồng thời xem lại hình ảnh từ nhiều camera an ninh ở khu vực và đưa thi thể ông Tín sau đó được đưa về nhà xác để tiếp tục điều tra. Chung cư này có lan can cao tới ngực, việc ông Tín rơi lầu rất khó có thể xảy ra. Chúng tôi đang chờ cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ sự việc, một đồng nghiệp của nạn nhân nói với báo Người Lao Động. Theo báo Vietnamnet, trong bản tường trình gửi cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Bích, 45 tuổi, vợ của Bùi Quang Tín, không tin chồng mình tự tử. Bà Bích cho biết ông Tín có tinh thần rất tốt, vui vẻ, nhất là khoảng 2 tuần nay ông ở nhà.
Trường Đại học Ngân hàng Sài Gòn ngừng hoạt động do dịch virus Vũ Hán. Bà Bích khai báo khá chi tiết về những thông tin liên quan, trình bày về những nghi ngờ và cho rằng cái chết của chồng mình không loại trừ là do án mạng. Bà Bích cho biết khoảng 11 giờ trưa hôm ngày 5 tháng 4, ông Tín rời khỏi nhà và nói qua nhà của một người tên Dũng để bàn công việc với thầy Trung, lãnh đạo của một trường đại học. Tầm 6 giờ chiều cùng ngày thì bà Bích nhận được điện thoại của công an báo tin chồng bà gặp nạn. Khi làm việc với công an, bà Bích trình bày đầu năm 2019, ông Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của một trường đại học và từ đó trong quá trình làm việc đã phải chịu rất nhiều sức ép từ nhiều phía mà theo lời của chồng bà là do lợi ích nhóm. Bà Bích còn cho biết chồng bà kể là liên quan đến lợi ích nhóm trong ngôi trường này. Thời gian trước Tết năm 2020, ông Tín có nói với bà Bích là xin từ chức với chức vụ tại trường này. Bà Bích còn cung cấp thêm thông tin chồng mình đã nhiều lần, có đến 3 lần từ chức nhưng phía lãnh đạo quản lý của trường này không cho phép và không đồng ý. Đặc biệt nội dung tường trình của bà Bích có nhấn mạnh chồng bà có kể cho bà nghe về việc hay nhận được những tin nhắn đe dọa. Trong đó có lời đe dọa rằng nếu không từ chức sẽ ép cho rơi lầu. Sau đó ông Tín cũng đã từ chức, tiếp tục làm công việc đã từ chức và tiếp tục làm công việc giảng viên và phụ trách trường đào tạo bên ngoài. Cũng theo tường trình của bà Bích, trước khi đi qua nhà ông Dũng, ông Tín nói với vợ là không muốn đi. Trên trang Facebook cá nhân, Facebooker Hoàng Linh viết thêm một cái chết từ tầng cao đột ngột và khó hiểu của một người nổi tiếng tiến sĩ Bùi Quang Tín. Tin cho biết ông Tín là giảng viên trường Đại học Ngân hàng Sài Gòn, am hiểu siêu rộng về lĩnh vực kinh tế. Ngoài công tác giảng dạy, ông Tín còn tham gia viết báo, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính sách phát triển kinh tế, nhất là những mảng tài chính ngân hàng. Trước khi mất một ngày, ông Tín còn tiếp xúc trao đổi với một số nhà báo về chính sách giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Cần có những điều tra viên giỏi nhất của thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc để điều tra vụ việc này. Chúng tôi bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của tiến sĩ Bùi Quang Tín. Anh là một giảng viên, chuyên gia, diễn giả uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đồng nghiệp thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin ban đầu cho rằng nguyên nhân tử vong là rơi từ tầng 14 của một chung cư tại huyện Nhà Bè. Điều này rất kỳ lạ, bà Bích, vợ anh Tín chia sẻ với báo Vietnamnet như sau. 11 giờ trưa ngày 5 tháng 4, ông Tín rời nhà và có nói qua nhà anh Dũng để bàn công việc với anh Trung, lãnh đạo của một trường đại học. Tầm 18 giờ bà Bích nhận được điện thoại của công an và báo là tin chồng của bà gặp nạn. Khi làm việc với công an, bà Bích trình bày đầu năm 2019, tiến sĩ Bùi Quang Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của một trường đại học và từ đó trong quá trình làm việc đã phải chịu rất nhiều sức ép từ mọi phía, bà Bích cho hay, và theo lời của chồng bà là do nhóm lợi ích. Giai đoạn sau đó, ông Tín cũng đã xin từ chức và tiếp tục giảng dạy ở bên ngoài. Một thông tin khác cung cấp cho công an là theo bà Bích rất quan trọng, cách đây hơn một tháng, giai đoạn sau khi ông Tín từ chức, thầy Trung có mời làm việc. Tiến sĩ Tín lo sợ đến mức trong cuộc gặp đó không dám uống ly nước mời vì sợ có độc mà phải tự tay pha nước. Theo bà Bích, trong những ngày cả nước đang phòng chống dịch virus Vũ Hán, vợ chồng bà ở trong nhà suốt ngày. Bà khẳng định trong những ngày gần đây ông Tín sống rất vui vẻ, không có biểu hiện bất thường. Tôi đưa ra vài vấn đề mà việc cần phải làm ngay. Thời điểm xảy ra sự việc trời không mưa, một người bình thường có dễ bị té từ ban công hay không để văng ra ngoài. Thiết kế chung cư luôn ưu tiên bảo đảm lan can cao phải ở mức tối thiểu nhằm an toàn. Chung cư này lan can cao 1m2 và đây là lần đầu tiên có việc rơi lầu. Lấy lời khai ngay từ những người có mối quan hệ tranh chấp sức ép. Gia đình cần ngay có một luật sư kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự tư vấn bảo vệ và cùng phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết, vì giai đoạn điều tra xác minh cực kỳ quan trọng. Luật sư sẽ tham gia chứng kiến giám sát trong nhiều khâu của tiến trình tố tụng. Khi cần thiết, luật sư sẽ kiến nghị đề xuất các phương án với cơ quan cảnh sát điều tra. Sai một ly, có khi mọi việc rơi vào bế tắc. Trước mắt, gia đình lập tức có đơn kiến nghị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vào cuộc ngay từ đầu và điều tra là cực kỳ quan trọng. Vụ ông Tín bị giết, mình khẳng định luôn là bị giết.
sẽ không quá một tuần để công bố nhóm hung thủ và toàn bộ kịch bản. Chỉ trong vòng 24 giờ, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ dựng lại được chính xác toàn bộ thời điểm của nạn nhân và các đối tượng liên quan. Theo báo chí thì ta có hai đối tượng Trung và Dũng liên quan trực tiếp hiện trường. 6 đối tượng bạn nhậu chiều đó cũng sẽ được mời làm việc vài ngày. Có thể có thêm một vài đối tượng liên quan trực tiếp nữa ở những nơi ông Tín làm việc. Cũng trong 24 giờ đã truy xuất xong mọi nội dung tin nhắn điện thoại, tin nhắn mạng xã hội của các đối tượng liên quan nếu chúng chưa kịp xóa tin nhắn mạng xã hội. Nhưng nếu chúng nhắn qua Facebook thì chúng sẽ... Vì Facebook có bản sao lưu, chúng sẽ bị chết ngay sau đó bởi vì những tin nhắn này sẽ không bị xóa khỏi bộ sao lưu của Facebook nằm ở máy chủ. Tử thi và hiện trường cũng đã khám nghiệm xong, có kết quả có hay không các dấu vân tay của các đối tượng trên tử thi. Nếu có, các dấu này có nằm ở vị trí bất thường hay không? Nếu không, trong nhà của Dũng có găng tay y tế bỏ đi không? Camera các khu vực có thể thu thập được những dữ liệu cũng đã được copy toàn bộ. Lúc này, việc cần thiết nhất là phải tạm giữ hành chính ngay Dũng và Trung để tránh thông cung. Dũng sẽ bị hỏi nhiều về việc hẹn ai lúc chiều đó và cuộc hẹn đó cũng được cơ quan điều tra kiểm tra kỹ lưỡng. Mình đoán rằng vụ này liên quan đến thụt kết của đại học, sẽ có ít nhất 4 người bị bắt về tội giết người biển thủ công quỹ, giáo dục thời Nhạ Ngọng thật rực rỡ. Có một thông tin không kiểm chứng cho biết camera máy ghi nhận hai người dìu ông Tín từ tầng 1 lên tầng 14. Mình nghĩ thông tin này sai vì đọc bản tường trình của chị B, vợ của ông Tín, cho thấy nhóm đối tượng đã chuẩn bị kế hoạch giết ông Tín bằng cách ném lầu giống như Thứ trưởng An từ lầu trên xuống, và nên chúng sẽ không chuẩn bị kế hoạch và tạo hiện trường giả một cách kỹ lưỡng như vậy. Người Việt Nam giờ thấy Việt Kiều về là họ rất sợ. Một Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết rồi bị kẹt lại ở Việt Nam luôn cho đến nay vì tình hình dịch bệnh hoành hành ở Mỹ, nói với phóng viên rằng bà thấy ở Việt Nam bây giờ ổn hơn ở bên Mỹ. Dịch bệnh virus Vũ Hán do coronavirus chủng mới gây ra hiện đang hoành hành dữ dội ở Mỹ với 350.000 ca nhiễm và 10.000 người chết tính đến ngày 6 tháng 4. Trong khi đó, Việt Nam báo cáo 245 ca nhiễm và 95 ca đã phục hồi và chưa có ca tử vong. Kể từ cuối tháng 3, Việt Nam đã cấm tất cả các hành khách nước ngoài nhập cảnh, kể cả Việt Kiều có giấy miễn thị thực. Những ai đã về Việt Nam trước đó đều phải cách ly tập trung đủ 14 ngày. Trao đổi với phóng viên, bà Dung Huỳnh, 69 tuổi, một Việt Kiều hiện đang sinh sống ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, nói ở Việt Nam bây giờ bà thấy an toàn hơn ở bên Mỹ. Bà Dung cho biết là bà về Việt Nam ăn Tết hồi cuối tháng 12 năm ngoái và ở lại đó từ đó tới nay. Hiện giờ bà đang ở quê nhà là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vốn cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ trên dưới 50 km. Theo lời bà thì sau khi ăn Tết xong, bà có đi du lịch ra miền Bắc, sau đó bà có chuyến đi hành hương đến Ấn Độ để chiêm bái các Phật tích. Theo kế hoạch thì sau khi bà về Việt Nam ngày 23 tháng 2 thì bà sẽ đáp chuyến bay về lại Mỹ. Tôi đi Ấn Độ xong rồi về Việt Nam nhưng còn một ít giấy tờ chưa làm xong, tôi ở lại để ký. Khi đó tôi thấy ở bên Mỹ dịch bệnh lung tung quá nên tôi đã ở lại không về, bà Dung nói với phóng viên từ Đức Hòa, Long An. Ở đây tôi thấy ổn lắm, khu này không có ai bệnh tật gì hết, bà nói thêm và cho biết bà đợi cho tình hình ở bên Mỹ đỡ rồi mới quay về. Về tình hình Việt Nam hiện nay, sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cách ly toàn xã hội trên phạm vi cả nước kể từ ngày 1 tháng 4, bà Dung nói vẫn bình thường. Ở đây tôi thấy người ta vẫn đi chợ, họ đeo khẩu trang đi chợ, dân ở đây hiền hòa lắm. Ở đây tôi thấy bình an hơn ở nước Mỹ, bà nói. Về lương thực thực phẩm, bà cho biết ở chợ địa phương bán không thiếu thứ gì hết và ngày nào dân cũng gánh rau gánh củi ra chợ để bán. Mấy chục năm ở Mỹ, có bao giờ tôi về Việt Nam mà về quê lâu như vậy đâu. Mỗi lần về là tôi ở Sài Gòn thôi. Bà Dung có nhà ở Sài Gòn. Đợt này về quê ở lâu quá trời, bà cho biết và nói rằng làm như trời Phật khiến.
Khi được hỏi về tình hình dịch bệnh trong nước mà dùng người hiện làm nghề bào chế và bán thuốc nam trong một siêu thị ở Portland, nói bà có nghe ở Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội có nhiều người bị nhiễm, ở Sài Gòn cũng nghe nói có nhiều người nhiễm. Tuy nhiên bà nói bà bình tĩnh chứ không sợ sệt gì hết. Ở tuổi này rồi, tôi còn gì để sợ nữa, sống bao nhiêu lâu cũng là đủ rồi, bà giải thích. Mọi sự bây giờ để cho Phật và trời lo thôi, bà nói. Bà cho biết bà ăn chay kể từ đi Ấn Độ về và ngày nào cũng niệm chú Đại Bi để cầu an cho bà tánh. Tôi gọi điện thoại cho mấy đứa con mỗi ngày, bà Dung nói. Mấy đứa con của tôi, tụi nó lo và dặn tôi đừng có đi ra đường. Mặc dù dịch bệnh đang hoành hành ở Mỹ nhưng bà Dung nói bà không lo cho các con vì các con của bà đều đã lớn hết rồi nên tự biết phòng thân. Giờ mà có về bên cạnh các con thì cũng đâu có lo cho tụi nó được gì. Nếu bây giờ ở Mỹ thì chắc chắn tôi cũng ở trong nhà thôi. Khi được hỏi về công việc kinh doanh ở bên Mỹ, bà có bị bỏ dở quá lâu hay không? Bà nói ở Mỹ cũng bắt đóng cửa hết, cũng không có gì mà làm ăn được. Trong thời gian ở Việt Nam lánh dịch, bà Dung nói bà còn vướng mắc chuyện khai thuế ở Mỹ mà bà chưa làm được. Theo lời của bà thì phải làm sao đó về Mỹ trước tháng 7. Tính mạng mới đáng lo ngại hơn. Bao nhiêu người mua cổ phiếu còn bị lỗ hết. Bây giờ còn tính đến tiền mà làm gì? Bà phân trần. Bà Dung hiện có thị thực về Việt Nam đến thời hạn 5 năm. Tuy nhiên nếu như bà ở Việt Nam quá 6 tháng thì bà phải ra chính quyền đóng thêm tiền thuế xin gia hạn thời hạn lưu trú. Bà cho biết nếu qua tháng 7 mà bên Mỹ còn có dịch nhiều quá thì về làm gì? Nói trong bối cảnh ở phía Việt Nam đang dè chừng Việt kiều cũng như người ở nước ngoài đến Mỹ và các nước châu Âu trong thời điểm này, bà Dung cho biết bà không gặp tình trạng như vậy. Tôi về từ hôm Tết và lúc dịch chưa bùng phát nên họ không sợ. Người ta thấy tôi cũng đi chợ, đi ra đi vô có bệnh gì đâu. Bây giờ ai về thì họ mới sợ, và bà giải thích là như vậy. Nghe Trung Quốc viện trợ vật tư phòng chống đại dịch virus Vũ Hán cho Việt Nam mà hãi hùng. Hết hồn theo Bộ Ngoại giao ngày 2 tháng 4 thông báo Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đã hứa viện trợ cung cấp vật tư thiết bị phòng chống virus Vũ Hán cho Việt Nam mau chóng kiểm soát được tốt dịch bệnh. Vừa nghe qua thông báo tâm bão đây là đã thấy hết hồn. Không hết hồn sao được khi mà cả châu Âu đang phải vật vã với con virus Vũ Hán. Bắc Kinh và đã tự đặt mình vào vị trí của một nhà lãnh đạo, một nhà hảo tâm ban phát vật tư và thiết bị y tế cho toàn thế giới. Khốn nỗi, phần lớn món quà mà tàu cung cấp đều phải đổi lấy lợi ích kinh tế, chính trị, đồng thời chẳng những không giúp cho nước nhận hỗ trợ mà còn đẩy tình hình dịch bệnh ngày càng mất kiểm soát. Ngó sơ qua mà thấy kinh hồn bạt vía. Trung Quốc tặng 100.000 bộ xét nghiệm virus Vũ Hán cho Philippines thì Bộ Y tế nước này không sử dụng vì thiếu độ chính xác thì khoảng 40% so với bộ xét nghiệm của WHO. Tây Ban Nha cũng trả lại 340.000 bộ kit xét nghiệm do độ chính xác chỉ đạt 30%. Cộng hòa Séc cũng trả lại 150.000 bộ kit xét nghiệm vì kết quả sai tới 80%. Hà Lan mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc thì phải thu hồi gấp do không đạt tiêu chuẩn an toàn. Tấm lọc khí bị lỗi và không che kín được vùng cần bảo vệ mặt. Rồi hôm 2 tháng 4, nước Anh chấn động bởi thông tin bộ kit xét nghiệm virus Vũ Hán nhập từ Luxembourg của một công ty Trung Quốc đều bị tẩm virus corona. Nghĩa là nếu như đưa vào sử dụng test đại trà thì toàn bộ 100% dân Anh sẽ đều bị nhiễm bệnh. Tất cả những số liệu trên đã cho thấy điều gì? Dù là viện trợ hay bán lấy tiền thì Trung Quốc cũng đã cung cấp hàng lỗi, hàng thiếu an toàn cho các nước. Nghĩa là khi đưa vào sử dụng đáng lẽ ra các bộ kit xét nghiệm sẽ phát hiện được người nhiễm virus Vũ Hán sớm để đưa đi cách ly, chữa trị. Thì với kết quả sai lệch, còn bệnh được thả tự do về với cộng đồng và vô tư gieo rắc virus kinh hoàng cho cả đất nước. Đáng lẽ ra các nhân viên y tế hoặc người dân được sử dụng khẩu trang an toàn thì nay cũng mang khẩu trang. Nhưng virus cứ tự do chui lọt vào trong cổ họng rồi ủ bệnh. Bảo sao mà ngày càng có nhiều nước có đội ngũ y bác sĩ nhiễm bệnh khi chữa trị cho bệnh nhân. Mà với tình hình này, hiện nay một bác sĩ ngã xuống là mất đi một cơ hội cứu mạng cho người khác.
ngăn chặn dịch bệnh càng giảm đi đáng kể. Thủ đoạn thâm độc giết người bằng thiết bị y tế này thì chắc chỉ có Trung Quốc mới có thể nghĩ ra và dám làm. Bởi vậy khi nghe tin Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam mà buồn nhiều hơn vui. Hy vọng chính phủ sáng suốt, nếu có phải nhận thì cất sâu vào trong kho hoặc đem đốt làm phước cho thiên hạ. Đừng tiếc mang ra dùng cho người dân Việt Nam. Không biết khi nào mới hết dịch. Thằng bạn Trung Quốc bốn đều và 16 chữ đen không hề tử tế một tí nào thì nó đã chẳng qua xâm chiếm Trường Sa và đâm chìm tàu cá của Việt Nam khai thác trong vùng biển chủ quyền trong bối cảnh Việt Nam mình đang phải căng mình đi chống dịch. Trước đó mình dù nghèo cũng kịp viện trợ cho Trung Quốc nửa triệu đô la giúp cho Trung Cộng chống dịch, vậy mà nó lấy oán trả ơn. Một bộ mặt của nó còn gì xa lạ với Việt Nam cũng như Mỹ và các nước châu Âu khác nữa, có gì khác đâu, nghe tin Trung Quốc viện trợ mà cảm thấy hãi hùng. Gạo nỗi lo của người dân Việt Nam. Ngày 22 tháng 3, báo chí Việt Nam và mạng xã hội nổi sóng khi được biết Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt gạo của Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2020, số gạo xuất sang Trung Quốc tăng 7 lần về sản lượng, 8 lần về giá trị so với cùng thời điểm năm 2019. Ngày 23 tháng 3, trước áp lực của dư luận, ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng cục Hải quan tạm ngừng xuất khẩu gạo sau 0 giờ ngày 24 tháng 3. Chỉ thị này gây hoảng loạn giới nông dân và các lái buôn gạo. Ngay sau đó, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc đề nghị Thủ tướng cho hoãn quyết định trên. Trong lúc đại dịch virus Vũ Hán tiếp tục hành hành, cuộc tranh luận về việc xuất hay không xuất gạo trở nên gay gắt và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Phe đề nghị dừng xuất khẩu gạo cho rằng nhu cầu bảo đảm ăn lương thực trong nước vẫn là trên hết. Dịch virus Vũ Hán diễn biến cực kỳ phức tạp, không ai đoán trước kết cuộc sẽ ra sao. Việt Nam cần có chủ trương và cố thủ lương thực cho chắc ăn. Trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng các biện pháp cố thủ lương thực này. Serbia cấm xuất khẩu dầu hướng dương và nhiều sản phẩm khác. Một số nước Bắc Phi cũng lấy quyết định tạm ngừng xuất khẩu lương thực. Kazakhstan, một trong những nước xuất khẩu bột mì lớn nhất thế giới, đã cấm xuất khẩu sản phẩm này và nhiều loại lương thực khác. Nga cũng cho biết đang nghiên cứu việc có nên tiếp tục xuất khẩu lúa mì hay không và sẽ quyết định trong vài ngày tới. Phe đề nghị nên tiếp tục xuất khẩu gạo cho rằng dừng việc xuất khẩu gạo sẽ gây ra thiệt hại cho các doanh nghiệp ở trong nước và cũng như nông dân khu vực trồng lúa. Điều này sẽ khiến cho lúa giá lúa gạo giảm mạnh, nông dân rơi vào tình cảnh được mùa nhưng mất giá. Theo họ thì vụ đông xuân vừa qua, đồng bằng sông Cửu Long được mùa, lượng lúa gạo trong dân và doanh nghiệp rất lớn, trên 6,5 triệu tấn gạo cần được bán nhanh để có kho thu mua và cho mùa vụ tiếp theo. Hơn nữa, Việt Nam cũng không lo thiếu gạo. Vì dịch virus Vũ Hán không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo ở Việt Nam. Còn Trung Quốc thì sao? Nước này không những không ngừng xuất khẩu nhiều các loại nhu yếu phẩm mà còn đang nỗ lực bổ sung vào kho dự trữ lương thực chiến lược của họ. À, nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, Trung Quốc có khu dự trữ lúa gạo và lúa mì đủ dùng cho một năm, nhưng họ vẫn cho là chưa đủ nên đang giáo diết thu mua lúa gạo. Việt Nam là một trong những nguồn cung cấp chính, đây là lý do mà sự xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc tự nhiên tăng vọt trong thời gian đầu năm 2020, khiến cho dư luận phải chú ý và đặt nhiều nghi vấn. Trung Quốc thì có chủ trương rất rõ ràng, còn Việt Nam thì sao? Nước ta mặc dù tiếng là nước xuất khẩu gạo trong hàng top của thế giới, nhưng về mặt an ninh lương thực nội địa chỉ đứng thứ 57 trên 113 quốc gia. Đây là mức trung bình do ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, nếu gặp một cuộc khủng hoảng lớn như đại dịch hiện nay, Việt Nam có thể mau chóng rơi vào tình trạng thiếu lương thực và một bộ phận không nhỏ của xã hội sẽ bị đói do sự chênh lệch giàu nghèo và những bất công trong xã hội. Trong lúc đó, giá gạo trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng cao. Thái Lan là nước gần như duy nhất cho xuất khẩu gạo nên độc chiếm thị trường thế giới. Giá gạo nội địa cũng tiếp tục tăng so với thời điểm trước khi dịch thì giá đã tăng 20-30%. Nhà cầm quyền thì đang chờ các bộ báo cáo để đề nghị và chờ sau 6 tháng tư mới có quyết định chung cuộc.
Cuộc tranh luận về việc xuất khẩu hay không vẫn tiếp tục nóng ở Việt Nam. Hình như trong cuộc tranh luận này, vấn đề ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không thấy đề cập đến. Hình như ai cũng cho là nay mai hết mùa khô, đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở lại bình thường, vẫn tiếp tục và là vựa lúa của cả nước. Hình như tiếng khóc của người dân đồng bằng sông Cửu Long đang dở sống dở chết về tình trạng ngập mặn chưa từng có, về sự biến đổi môi trường, sinh thái, không đến tai các chuyên gia hoạch định chiến lược lương thực. Còn một mối lo khác, kho dự trữ quốc gia hiện nay không có con số chính thức lương thực trong kho là bao nhiêu. Và năm 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết đã thu mua 80.000 tấn thóc và 200.000 tấn gạo. Năm 2020 thu 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Đó là số kho của hai năm 2019 và 2020. Còn số ta bao nhiêu thì không rõ. Có người ước lượng hiện nay thì có đến 700.000 đến 800.000 tấn đang được dự trữ ở trong các kho. Với mức dự trữ này, một nước có gần 100 triệu dân như Việt Nam dùng được tối đa là 45 ngày. Trong trường hợp xấu và đại dịch kéo dài của cả năm hoặc là cao hơn, số gạo thặng dư đã xuất khẩu hết, mùa màng thì bị đình trệ, kho dự trữ quốc gia lo cho dân chỉ được 45 ngày, sau đó thì sao? Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ là những lãnh đạo của Việt Nam hiện nay không chắc có câu trả lời. Gạo đúng là nỗi lo của người dân Việt Nam. Thoát chung. Và thoát chung là một lý tưởng, là chí nguyện của người dân Việt Nam, một ý nguyện của người dân Việt Nam, và thoát chung trong tư tưởng, lời nói và hành động. Thoát chung bây giờ cho tới ngàn sau mới giữ được độc lập và tự do. Ông bà chúng ta đã thành công trong sứ mệnh thoát chung từ 4.000 năm trước, cho nên dòng giống Lạc Việt mới tồn tại cho đến ngày nay, khi 99 giống Việt Nam khác đã bị tiêu diệt. Nhờ Thánh Gióng Phù Đổng đến Thánh Trần, Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến Ngô Quyền, Trần Nhân Tông, Lê Lợi đến Quang Trung, Nguyễn Huệ, và ông bà ta đã anh hùng đánh đuổi giặc Tàu, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất toàn, đánh cho nó sở trì Nam Quốc anh hùng duy hiểu chủ, dịch đánh quân Thanh và quân Quang Trung. Trong tư tưởng chống văn hóa Bắc thuộc, ông bà đã lấy Phật giáo để chống lại ảnh hưởng của Khổng giáo và Lão giáo. Tác phẩm Lý Học Luận được viết năm 1988 bởi Mâu Bác, một học giả của Trung Quốc. Nhưng từ khi đó tới giờ thì người Việt Nam từ cổ chí kim vẫn luôn luôn coi Trung Quốc là một kẻ thù ngàn đời. Nhưng khi Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền thì Trung Quốc đã là bạn vàng, bốn tốt và 16 chữ vàng, và đã gây cho oán thán cho người dân Việt Nam từ tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Và bây giờ thì không biết là Việt Nam sẽ tiếp tục trôi đi đâu và về đâu dưới sự kìm cặp của chế độ Cộng sản Việt Nam và dưới sự phụ thuộc quá khắc nghiệt của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Và tình hình Việt Nam có khó có thể thoát được Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu như mà muốn thoát được Trung Cộng thì chế độ Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi. Nếu như không còn chế độ Cộng sản Việt Nam thì mới tính đến chuyện thoát chung và thoát được cả văn hóa lẫn chính trị và kinh tế. Diễn biến dịch virus Vũ Hán ngày 8 tháng 4, thế giới trên 1,4 triệu ca mắc bệnh, số người tử vong trong ngày cao nhất kể từ đầu đại dịch. Thêm 2 ca virus Vũ Hán đều lây trong cộng đồng cả nước, hiện đã lên con số 251 bệnh nhân. Sáng sớm ngày 8 tháng 4, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc virus Vũ Hán, đưa tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 251. Đáng chú ý là cả hai bệnh nhân mới đều lây trong cộng đồng. Một người không rõ nguồn lây và nhiều yếu tố dịch tễ phức tạp. Cụ thể, hai bệnh nhân mới có thông tin như sau. Bệnh nhân số 250 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243. Ngày 2 tháng 4 bà khởi phát bệnh, ngày 5 tháng 4 bà được lấy mẫu bệnh phẩm, ngày 7 tháng 4 xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.
Bệnh nhân số 251 là nam, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam. Từ ngày 20 tháng 3 đến nay, bệnh nhân điều trị tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm sóc ngày 6 tháng 4. Ông được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 4 tháng 4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây. Hơn 30 y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân đang được cách ly tại một khu riêng. Do bệnh nhân 251 có nhiều yếu tố dịch tễ phức tạp là bệnh nhân nặng chưa rõ nguồn lây, có thời gian nằm bệnh dài ngày, tối muộn hôm 7 tháng 4, tỉnh Hà Nam đã họp khẩn cấp và cho biện pháp cách ly phòng dịch trong trường hợp này. Tính nay cả nước có 251 bệnh nhân, 122 ca đã khỏi bệnh. Chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 7.000 người trên thế giới đã thiệt mạng vì virus Vũ Hán chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh đường hô hấp cấp, mức cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch. Theo số liệu thống kê của worldometers.info cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 8 tháng 4 giờ Việt Nam, tổng số ca mắc virus Vũ Hán trên toàn cầu đã lên đến con số 1.421.669 trường hợp, trong đó số ca tử vong đã lên 81.696 người. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 7.042 người nữa thiệt mạng và 75.665 người mắc bệnh virus Vũ Hán. Đến nay, đại dịch virus Vũ Hán đã tấn công 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, các nước đã ghi nhận có 300.740 bệnh nhân virus Vũ Hán được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn đến 47.834 người đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới với 393.798 ca nhiễm, với 26.394 trường hợp mới trong ngày 7 tháng 4. Tới nay, nước này đã ghi nhận có 12.697 ca tử vong, trong đó riêng 24 giờ qua có 1.826 người thiệt mạng, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. New York tiếp tục là tâm dịch của Mỹ và kỷ lục đau buồn về số người chết trong một ngày. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 4 theo giờ Việt Nam cho biết sau 2 ngày số ca tử vong không tăng, bang này đã phải chứng kiến ngày có số ca tử vong virus Vũ Hán nghiêm trọng nhất, 731 ca mới. Đây là mức tăng đáng kể so với con số 599 ca tử vong trong ngày trước đó. Tính tổng cộng, bang New York đã có tới 5.489 ca tử vong. Ngược lại, cũng có tín hiệu tích cực ở bang này khi số ca mới phải nhập viện trong ngày đều giảm trong 3 ngày qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính phủ nước này đã đạt thỏa thuận với công ty 3M có trụ sở tại bang Minnesota để cung cấp hàng trăm triệu khẩu trang y tế. Theo đó, mỗi tháng 3M sẽ cung cấp 55,5 triệu khẩu trang chất lượng cao. Như vậy, trong những tháng tới, Mỹ sẽ có 166,5 triệu khẩu trang cung cấp cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Pháp trong ngày 7 tháng 4 cũng đã có số cao tử vong chưa từng thấy, 1.417 trường hợp. Tính đến ngày 8 tháng 4, Pháp đã ghi nhận 10.328 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2. Như vậy, Pháp đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới với số ca tử vong đạt ngưỡng 10.000 người, sau Italia, Tây Ban Nha và Mỹ. Theo giới chức y tế Pháp, 82% số ca tử vong ở độ tuổi trên 70. Đến nay, Pháp đã ghi nhận số ca nhiễm virus Vũ Hán đã tăng lên 109.069 trường hợp. Số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận qua xét nghiệm tại bệnh viện là 78.167 người, tăng 3.777 ca trong 24 giờ qua. Tại các cơ sở y tế xã hội, 30.902 người. Trong số có 30.000 bệnh nhân virus Vũ Hán ở Pháp phải nhập viện, tăng 303 ca trong 24 giờ qua, và có 7.131 trường hợp cần phải chăm sóc đặc biệt. 61% trong số đó từ 60 đến 80 tuổi và 104 người dưới 30 tuổi. Đến nay đã có 19.337 người bình phục và ra viện. Giới chức y tế Pháp khẳng định hiện chưa phải là lúc tính đến việc dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại vì nước này vẫn đang trong giai đoạn tăng cao của dịch bệnh. Còn tại Anh, nước này đã chứng kiến 786 người tử vong vì dịch bệnh
virus Vũ Hán trong vòng 24 giờ qua. Đây cũng là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại Anh kể từ đầu dịch bệnh đến nay. Theo cập nhật của Bộ Y tế Anh, tính đến rạng sáng ngày 8 tháng 4, tổng số ca tử vong vì virus Vũ Hán ở nước này tăng lên 6.159 ca. Có 213.181 người Anh được xét nghiệm, trong đó có tổng cộng 55.242 ca dương tính với virus Vũ Hán. Giới chức chính phủ Anh thông báo thủ tướng nước này là Boris Johnson đã phải thở hỗ trợ oxy sau khi ông nhập viện vì mắc virus Vũ Hán đầu tuần này, và Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh là Michael Gove cho biết thủ tướng Johnson chưa cần phải sử dụng máy thở và đang được các chuyên gia y tế theo dõi sát sao. Ở tâm dịch châu Âu, Italia, tình hình đang diễn biến tốt dần lên. Cơ quan bảo vệ dân sự Italia cho biết ngày 7 tháng 4, nước này ghi nhận thêm 3.039 ca nhiễm virus Vũ Hán và nâng tổng số ca mắc dịch virus Vũ Hán tại quốc gia Nam Âu này lên thành 135.586 trường hợp. Đây là số ca nhiễm mới nhất được ghi nhận trong ngày thấp nhất tại Italia kể từ ngày 19 tháng 3. Trong vòng 24 giờ qua, đất nước hình chiếc ủng cũng đã ghi nhận thêm 604 ca tử vong vì virus Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong vì căn bệnh này lên 17.127 trường hợp, tiếp tục dẫn đầu thế giới về số ca tử vong, trong khi số ca phục hồi là 24.392 ca, tăng 1.555 ca. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm với hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.